hồ sơ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân vợ anh Bảy có thật sự không dính dáng gì tới Việt Á? Vâng, thưa quý vị, không phụ sự kỳ vọng của nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang đốt lò nóng hơn bao giờ hết. Vì sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì bác Tô Lâm đã yêu cầu hết năm 2024 phải xác minh giải quyết xong cái đại án tham nhũng lớn. Có lẽ trong thời điểm hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam và phu nhân đang là người vướng phải nhiều tranh cãi bậc nhất Việt Nam bởi những tin đồn liên quan đến vấn đề tham nhũng. Thế nhưng, có vẻ kiếp nạn về tin đồn vẫn chưa chịu buông tha cho ông Phúc khi mới đây ông còn vướng vài lời đồn có liên quan đến Chùa Ba Vàng. Thậm chí còn có thông tin cho rằng ông chính là người đứng sau bảo kê Chùa Ba Vàng trong một thời gian dài. Vậy cụ thể chuyện này là như thế nào? Liệu đây có phải là sự thật? Mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Nguyễn Xuân Phúc là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất. Thời còn tại chức, từng giữ chức thủ tướng cũng như chủ tịch nước. Tuy nhiên, do chịu trách nhiệm của người đứng đầu sau vụ Việt Á, ông đã phải xin từ chức và trước khi lui về làm người tử tế, ông đã để lại một câu khẳng định. Gia đình tôi, vợ các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Quảng Nam, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông sinh ra tại Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông được gọi theo thông lệ miền Nam là Bảy, do là người con thứ 6 và là con út trong gia đình. Cha ông là Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1918, hiện đang sinh sống tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, hoạt động cho chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước năm 1954, tập kết ra Bắc theo Hiệp định Geneva. Ông cùng mẹ và các anh chị ở lại quê nhà. Tuổi nhỏ, ông theo học ở trường làng. Mẹ và các anh chị của ông hoạt động bí mật cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Một người chị của ông bị quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa giết sau một trận đánh vào năm 1965. Năm 1966, mẹ ông cũng bị giết, ông sống cùng với người chị gái tại quê nhà. Một thời gian sau đó, được những người đồng chí của cha mẹ ông bí mật đưa ra Bắc học theo chế độ học sinh Việt Nam năm 1967. Ông có anh trai tên là Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1947, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông có hai con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, kết hôn cùng với Vũ Chí Hùng. Con trai ông là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện là Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn. Con rể ông Vũ Chí Hùng hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Tài chính Việt Nam. Nguyễn Xuân Phúc theo học phổ thông cơ sở ở quê nhà Quảng Nam, Đà Nẵng, giai đoạn 1966-1968. Ông lên chiến của cách mạng được Đảng đưa ra biển Bắc đào tạo theo học phổ thông, đồng thời là bí thư đoàn trường cấp 3. Những năm 1968-1972, tốt nghiệp giáo dục phổ thông 10/10 năm 1972. Từ năm 1973, ông ra thủ đô học theo học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tham gia hoạt động trong phong trào đoàn thanh niên. Từng làm bí thư chi đoàn đến năm 1978, ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Với chứng chỉ ngữ văn B, Nga văn B, những năm 1990, ông theo học ngành quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Ngân hàng Hành chính Quốc gia. Đến năm 1996, ông được cử theo học ngành quản lý kinh tế Đại học Quốc gia Singapore. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1978, Nguyễn Xuân Phúc trở về quê nhà và được nhận vào làm việc tại tỉnh nhà, bấy giờ là Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1980 đến năm 1993, ông lần lượt công tác với chức vụ cán bộ quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, chuyên viên phó văn phòng, rồi tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy, cơ quan đảng ủy, ủy viên đảng ủy khối dân chính đảng Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 1, chủ tịch khối khoa học kinh tế Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1993 đến năm 1996, ông lần lượt giữ các chức vụ giám đốc sở du lịch, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, tỉnh ủy viên khóa 15-16 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng được chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, thành phố trực thuộc Trung ương. Ông được phân công công tác ở Quảng Nam từ năm 1997 đến năm 2000. Ông là ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy khóa 17, khóa 18, Phó Chủ tịch tỉnh, rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6, kiêm Chủ tịch Liên hợp tác xã tỉnh Quảng Nam năm 2001. Ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông cũng kiêm nhiệm Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, một liên hiệp khoa học kỹ thuật kết nối trí thức tỉnh. Thời gian này, ông cũng bắt đầu lãnh đạo lĩnh vực hành pháp ở quê nhà Quảng Nam, thực thi pháp luật phát triển tỉnh giai đoạn 2004-2006. Ông tiếp tục cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7. Tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải bổ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tương đương cấp Thứ trưởng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 2006, ông được điều động sang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Đến tháng 8 năm 2007, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam.
Ông công tác ở vị trí phụ tá chính phủ Việt Nam những năm 2007-2011. Tháng 1 năm 2011, ông tái được cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, được bầu vào Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, trở thành Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Một vị trí quan trọng trong lãnh đạo Đảng và nhà nước, sau đại hội ông được đề cử vị trí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2011, ông làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam thời kỳ 2011-2016. Ông giữ vai trò là Phó Thủ tướng Thường trực xử lý trực tiếp các nhiệm vụ trọng trách của Chính phủ Việt Nam, cùng với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và các Phó Thủ tướng khác. Năm 2015, ông được đề cử là một trong các ứng viên cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Ông trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam sinh ra sau thời kỳ chiến tranh Đông Dương. Đến tháng 1 năm 2016, ông được bầu lại Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 1 tháng 4 năm 2016, với số phiếu tán thành là 446 phiếu, chiếm 90%, đại biểu Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ, kế nhiệm Nguyễn Tân Dũng, điều hành Chính phủ Việt Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 2016, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thủ tướng đối với ông bằng hình thức bỏ phiếu kín, với 446 trên 482 phiếu tán thành, chiếm 92,92, để chuẩn bị bầu ông vào vị trí Chủ tịch nước. Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đến ngày 1 tháng 4 năm 2021. Sau khi Quốc hội bầu Thủ tướng mới, thì nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông mới có hiệu lực thi hành. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội bầu giữ Chủ tịch nước với số phiếu tuyệt đối 468 trên 468 đại biểu. Sau đó vào 9 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, khiến ông trở thành Thủ tướng đầu tiên được bầu giữ chức Chủ tịch nước kể từ năm 1945 đến nay. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 96,7%, tức là 483 trên 488 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 là 499 đại biểu. Từ ngày 17 tháng 1 năm 2023, Trung ương Đảng đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định này được Ban chấp hành Trung ương Đảng đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp bất thường vào buổi chiều cùng ngày, sau khi hội luận cho các ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông. Việc ông từ chức được cho là chịu trách nhiệm về chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ có sai phạm như hai phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh, ba bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc An và Mai Tiến Dũng gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó đã có hai phó thủ tướng xin từ chức, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Vợ nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là ai? Được biết vợ của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu, bà là phu nhân của nguyên chủ tịch nước Việt Nam trong nhiệm kỳ chủ tịch nước của chồng từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, và cũng là phu nhân của thủ tướng trong nhiệm kỳ thủ tướng của chồng. Bà được biết đến với phong cách thời trang thanh lịch, thường xuyên diện áo dài truyền thống của Việt Nam và được báo chí mệnh danh là đệ nhất phu nhân Việt Nam. Kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng năm 2016 và làm chủ tịch nước năm 2021, bà đã tháp tùng ông Phúc trong nhiều chuyến thăm cấp nhà nước và tiếp nhiều quan chức nước ngoài, trong đó có việc tiếp đón các đệ nhất phu nhân và phu nhân của các nguyên thủ tướng nước ngoài. Bà thường được biết đến với phong cách thời trang của mình, thường mặc áo dài truyền thống Việt Nam và luôn kết hợp màu sắc của nó với chiếc cà vạt của chồng. Điều này đã trở thành một cơn sốc trên Internet ở trên Việt Nam. Gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vợ và các con của ông không tư lợi, không tham nhũng liên quan đến vụ Việt Á. Được biết ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức chủ tịch nước là do bê bối vụ Việt Á khiến hàng loạt quan chức bị bắt và ông chịu trách nhiệm là người đứng đầu. Tuy nhiên trên mạng lan truyền rất nhiều thông tin về việc vợ con ông dính đến vụ việc này, nên trong buổi lễ bàn giao chức chủ tịch nước, ông đã có những phát biểu về vụ việc. Cụ thể, ngày 4 tháng 2 năm 2023 đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội làm thủ tục miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước hôm ngày 18 tháng 1 để chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân. Tại buổi lễ bàn giao, ông Phúc đã nói: "Tôi đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn. Tuy nhiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng." Ông Phúc nói thêm: "Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác, nghỉ hưu." Đáng chú ý, vị nguyên chủ tịch nước nói thêm một ý về vụ Việt Á: "Gia đình tôi, vợ các con tôi không tư lợi tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á." Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Đánh giá lại sự nghiệp công tác 40 năm của ông Phúc, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói: "Ông Phúc luôn sống và làm việc có trách nhiệm, nhiệt huyết về sự nghiệp chung và khen ông đã gương mẫu, chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Vì một số cán bộ lãnh đạo dưới quyền vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nên làm đơn xin thôi giữ các chức vụ, được phân công nghỉ công tác, nghỉ hưu."
Vâng, thưa quý vị, châm ngôn có câu, phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, với hàm ý ca ngợi sự tảo tần, chu toàn và những hy sinh thầm lặng của người vợ, đã góp phần làm nên công danh sự nghiệp. Nhưng trên thực tế cũng cho thấy, phía sau sự thất bại thất sủng trên chính trường của một số quan chức thời nay, cũng một phần do vợ con dính líu đến chuyện làm ăn khuất tất, vi phạm pháp luật. Trong mỗi con người, ai cũng có một phần máu thịt của mẹ cha và chứa chan tình cảm thiêng liêng sâu nặng với gia đình, vợ chồng con cái. Một cán bộ đảng viên có phẩm chất tốt, trước hết là phải sống hiếu thuận nhân ái với các thành viên trong gia đình. Trong có ấm thì ngoài mới êm, có ứng xử giải quyết tốt các mối quan hệ trong gia đình thì cán bộ đảng viên mới có thể giải quyết đúng mực các mối quan hệ trong xã hội. Tuy vậy, đối với người cán bộ đảng viên rất cần nhận thức đúng đắn, phân minh rõ ràng giữa anh em, làm tròn bổn phận của người chồng, người cha, người con, người anh em trong gia đình. Với việc gánh vác trách nhiệm nghĩa vụ việc chung của tổ chức, cơ quan, đơn vị và nói rộng hơn là phụng sự việc dân, việc nước. Nếu cán bộ đảng viên còn để việc công và việc tư lẫn lộn, để việc riêng chi phối việc chung, để mối quan hệ gia đình, dòng họ, thân tộc can thiệp vào mối quan hệ xã hội, tổ chức, cơ quan, đơn vị thì đó là mỏng mống gây xáo trộn văn hóa tổ chức, làm lệch chuẩn đạo đức công vụ và nguy hại hơn là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống bấy lâu nay. Dư luận dân gian về những bóng dáng quan bà đứng sau quan ông để ám chỉ những bà vợ núp bóng quyền uy của chồng để thực hiện hành vi mờ ám khuất tất, thậm chí vi phạm pháp luật. Nơi này nơi khác, người ta vẫn xỉ tai nhau rằng muốn đạt được chiếc ghế cao, chỗ ngon, vị trí hái ra tiền thì không chỉ phải đi cửa sau, lót tay cho quan ông mà còn phải thực hiện chiến thuật công tâm bằng cách tiếp cận các quan bà và bằng những lời ngon ngọt để làm đẹp lòng các mệnh phu nhân. Cũng không ngẫu nhiên mà dư luận gọi người vợ của một bộ phận quan chức bằng cái tên như bà bí thư, bà chủ tịch, bà giám đốc để ám chỉ quyền lực mềm và những người này có thể thao túng quyền lực của chồng một cách thái quá, theo kiểu lệnh ông không bằng còng bà. Thậm chí nhiều bà vợ đứng sau lưng quan chức có thể làm khuynh đảo trốn quan trường, can thiệp vào việc chính sự, bật đèn xanh cho những kẻ chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, khiến nhiều người không khỏi ngao ngán. Tệ hại hơn, một số quan chức lại có biểu hiện đồng lõa, biết vợ con người thân có những việc làm sai trái, hành vi tiêu cực, nhưng không ngăn chặn kịp thời, cấm đoán nghiêm khắc, xảy ra cái ung cái nếu. Nếu sai phạm nhỏ của vợ con, người nhà, người thân của quan chức mà không được cảnh báo chặn đứng từ đầu, thì có thể tích tụ thành những đống mối, có khả năng phá hủy làm tiêu tan công danh sự nghiệp của chính họ. Đối với cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ dưới chức vụ lãnh đạo các cấp, phải thấm nhuần sâu sắc với phương châm, nguyên tắc quản trị của người xưa truyền lại, đó là tu thân tẻ gia, trị quốc bình thiên hạ. Và đừng quên lời khuyên răn, thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ phép công anh làm. Đạo làm quan là phải phụng công thủ pháp, chí công vô tư, sĩ công vi thượng thì mới có thể dẫn dắt được xã hội, điều khiển được người khác, phải thấm lấy câu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nước có luật pháp của nước nhà, có quy định của nhà luật pháp, bất vị thân, luật pháp không thiên vị ai. Chứ đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh, đục từ đầu sông đục xuống, khi tư cách người chồng không ngay ngắn. Khi phẩm chất người cha không lành mạnh thì không những không đủ khả năng tài gia, đến nơi đến chốn, mà lại càng làm khó, làm tròn bổn phận trách nhiệm của người cán bộ đảng viên đối với tổ quốc và nhân dân. Vâng, thưa quý vị, trên thực tế đã có không ít ông quan ngã ngựa vì lòng tham của quan bà. Tiền bạc, hàng hiệu, đất đai làm mờ mắt quan bà và con cái của quan ông không chỉ ngây thơ đến mức người khác đưa tiền cho mình nhiều như vậy mà cho rằng đồng tiền vô tư, tiền sạch. Thế nhưng họ vẫn nghĩ hành vi đó là dù chưa bị pháp luật truy tố tội nhận hối lộ thì xét cho cùng họ đã tiếp tay cho người khác thực hiện hành vi phạm tội. Không phụ sự kỳ vọng của nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang đốt lò nóng hơn bao giờ hết. Vì sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì mới đây, Bác Tô Lâm đã yêu cầu hết năm 2024 là phải xác minh giải quyết xong các đại án tham nhũng, trong đó có vụ án tập đoàn Thuận An. Thế thì tại sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước lại nêu đích danh Thuận An? Rất đơn giản, khi Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại tập đoàn này đã gây ra chấn động khi mà hàng loạt tỉnh thành phải rà soát lại những gói thầu dự án của Thuận An Group. Một loạt quan chức ngã ngựa, trong đó có ông Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang và ông Phạm Thái Hà, phó chủ tịch văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội bị khởi tố bắt tạm giam. Vài ngày sau khi ông Phạm Thái Hà bị bắt, Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội khóa 15. Sau một loạt sự kiện khiến cho chúng ta đều ngỡ ngàng, câu hỏi đặt ra là lúc này từ đâu mà Thuận An Group lại có thể vươn nhiều cánh tay như là xúc tua bạch tuộc, thi công những dự án hàng nghìn tỷ trên nhiều tỉnh thành như thế. Mời các bạn, chúng ta sẽ quay về thời điểm khởi đầu của con bạch tuộc. Năm 2024, Thuận An Group, mà tiền nhân là công ty phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, được thành lập do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Sau này là một con quái vật ca kem. Thế nhưng, ban đầu bạch tuộc nhí có vốn điều lệ khiêm tốn chỉ vào khoảng 3 tỷ. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật kinh doanh, mua bán điện và năng lượng, tái tạo đầu tư bất động sản. Năm 2014, vốn điều lệ được doanh nghiệp nâng lên 300 tỷ.
Thực ra từ năm 2024 đến năm 2019, tập đoàn Thuận An không được nhiều người biết đến và không có nhiều hoạt động nổi bật như thế. Nhưng đột nhiên kể từ năm 2019 trở đi, tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng bỗng nổi danh với những công trình đầu đường lớn. Từ sau khoảng thời gian này, Thuận An Group tiếp tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô hàng trăm tỷ. Vào tháng 10 năm 2021, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên đến 500 tỷ đồng. Đến năm 2021, Thuận An tiếp tục tăng vốn lên 800 tỷ, nghĩa là gấp khoảng 200 lần trong vòng 17 năm. Đến tháng 1 năm 2023, công ty này thay đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Đại diện pháp luật của công ty lúc bấy giờ là ông Trần Anh Quang, giữ chức tổng giám đốc, và ông Nguyễn Duy Hưng đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Một trong những dự án nổi bật của Thuận An là cầu Đồng Việt với mức tổng đầu tư là gần 15.000 tỷ đồng. Đây là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, giả vượt sông Thương đối với tỉnh Hải Dương. Thuận An là một trong hai liên doanh tham gia dự án với giá thi công hơn 800 tỷ. Ngoài ra thì Thuận An cũng nằm trong liên doanh tham gia dự án cầu sông Rút ở Quảng Ninh, được khởi công từ năm 2015, có tổng mức đầu tư là 500 tỷ. Hay như là trong dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò ở huyện Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư là 950 tỷ. Thuận An cũng góp mặt trong liên danh hai nhà đầu tư dự án. Hãy nhìn vào con số thống kê này, từ năm 2019 đến nay, tập đoàn Thuận An từng tham gia khoảng 51 gói thầu, trong đó trúng tới 39 gói thầu, trượt 8 gói và 4 gói chưa có kết quả. Những gói thầu có sự tham gia của tập đoàn Thuận An có tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia tổng giá trị của các gói trúng thầu là 22.612 tỷ. Trong số này đáng chú ý hơn có 8.272 tỷ thuộc về các gói thầu chỉ định thầu, tổng giá trị trúng thầu độc lập là chỉ hơn 144 tỷ đồng. Còn lại đa phần Thuận An tham gia dưới hình thức liên doanh trong tổng giá trị nêu trên. Dĩ nhiên là cần lưu ý con số thực tế gồm cả giai đoạn thành lập đến nay, tổng cộng là 19 năm, thì số giá trị tham gia thầu có thể lớn hơn. Các địa phương mà Thuận An tham gia đấu thầu dự án gồm có Hà Nội, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bắc Giang, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Lạng Sơn, v.v. Nói chung là ở đâu cũng có mặt. Tuy nhiên thì Thuận An lớn nhanh như vậy, trúng thầu không rẻ như vậy, thế nhưng lợi nhuận nhiều năm lại ở mức buồn. Ví dụ từ năm 2017 đến năm 2019, doanh thu của Thuận An đạt từ 250 tới 300 tỷ. Thế nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ được có vài trăm triệu. Năm 2017, doanh thu là 301 tỷ, sang đến năm 2018, sụt còn 258 tỷ, và năm 2019 là 287 tỷ. Tuy nhiên thì lợi nhuận của doanh nghiệp trong 3 năm này là 17,7 tỷ, 6 tỷ đồng và 14,7 tỷ lợi nhuận, gộp không cao sau khi mà gánh thêm các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, nên là lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2017 đến 2019 cao nhất chỉ được 200 triệu, còn lại thì chỉ có hơn 100 triệu. Số liệu thì không biết nói dối và chúng đã chỉ ra rằng đây là một doanh nghiệp rất có mùi, nhưng nghi vấn không qua được mắt của lực lượng chức năng Thuận An Group đã được đưa vào tầm ngắm. Vào ngày 15 tháng 4 thì Bộ Công an đã công bố Chủ tịch Thuận An Group là ông Nguyễn Duy Hưng đã bị bắt. Cùng đeo lắc bạc với ông Hưng có Tổng Giám đốc Trần Anh Quang và Phó Tổng Giám đốc là Nguyễn Khắc Mẫn. Và tiếp theo là một lô một lớp các quan chức như chúng ta đã nói từ đầu tổng số đến nay, ngày 2 tháng 5 là 8 người. Vậy cụ thể những người này bị bắt vì tội gì? Quý vị và các bạn hãy quay lại với dự án xây dựng cầu Đồng Việt. Liên danh nhà thầu trong đó có Thuận An Group trúng thầu, gói thầu số 7 thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Việt. Một trong những vị đã cho tay vào cầm là Nguyễn Văn Thảo với vai trò là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã ký phê duyệt trúng thầu gói thầu số 7 này. Tuy nhiên thì hợp đồng thi công gói thầu số 7 đã được ký mà không có thông tin về giấy đăng ký kinh doanh của các bên liên quan và cũng không chỉ ra rõ ai là thành viên đứng đầu trong liên danh. Ngoài ra không có sự thống nhất về việc thu hồi vốn cho mỗi lần thanh toán, không có thỏa thuận cụ thể về số lần thanh toán, các giai đoạn, thời gian cũng như điều kiện thanh toán theo đúng quy định. Hiện tại thì thông tin chi tiết chưa được công bố, thế nhưng nhìn vào cáo buộc mà các nhân vật chúng ta đã phải đối mặt, bạn có thể hình dung phần nào bức tranh toàn cảnh bắt đầu với ba lãnh đạo của Thuận An Group. Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị khởi tố vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Mẫn bị cáo buộc là đồng phạm với ông Hưng ở cả hai tội danh. Tổng Giám đốc Trần Quang Anh bị bắt về tội đưa hối lộ về các phía quan chức. Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và cấp phó Đàm Văn Cường bị bắt với cáo buộc là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Hoàng Thế Dụ, trưởng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang bị bắt về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi tại tập đoàn Thuận An. Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án tại tập đoàn Thuận An. Đại án này chắc chắn sẽ không dừng lại ở 8 con người này, cũng như là không chỉ trong vi phạm của tỉnh Bắc Giang. Đơn cử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, ngắn gọn là C03, Bộ Công an đã đề nghị tỉnh Đắk Lắk cung cấp tài liệu liên quan đến gói thầu của Thuận An. Đây là gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Năm 2021, Tập đoàn Thuận An đã ký kết với công ty Hoài Ân để thực hiện đổ khảm khoảng 5,2 km bề mặt đường, trị giá trên 105 tỷ. Tuy nhiên, cho đến nay thì công trình này vẫn còn ngổn ngang. Phía Tập đoàn Thuận An cũng đang nợ công ty Hoài Ân hơn 2 tỷ. Tại Đà Nẵng, Thuận An từng tham gia liên doanh xây dựng nút giao thông Điện Biên Phủ – Nguyễn Chi. Phương dự án này được khởi công vào cuối năm 2016 với tổng giá trị gói thầu là 120 tỷ đồng. Hạng mục chính của công trình là hầm chui Điện Biên Phủ. Đầu tháng 11 năm 2017, dự án được hoàn thành và chính thức thông xe. Dù vậy, chỉ 5 tháng sau khi đưa công trình vào sử dụng, hầm chui Điện Biên Phủ đã xuất hiện những bất cập như là nước ngập sâu dù trời không mưa. Thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra và yêu cầu nhà đầu tư phải có biện pháp xử lý dứt điểm. Thế nhưng sự cố sau đó vẫn tái lập nhiều lần. Đỉnh điểm là đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, hầm chui Điện Biên Phủ ngập sâu 4 mét, khiến cho hệ thống bơm tự hành không thể hoạt động. Đơn vị vận hành phải huy động 3 máy bơm, mất hơn một ngày mới khắc phục xong được hậu quả. Và tập đoàn này cũng là cái tên đằng sau dự án giao thông gây bức xúc nhất Hà Nội là nâng cấp mở rộng đường Hy Tàm – Âu Cơ. Tổng đầu tư dự án này là 544 tỷ. Thời gian thi công là 2018 đến 2020. Dự án có 2 gói thầu xây lắp, trong đó tập đoàn Thuận An được giao đứng đầu, liên doanh thực hiện gói thầu số 40, giá trị 191 tỷ đồng, từ đoạn giao phố Xuân Diệu đến cầu Nhật Tân. Thế nhưng mà Thuận An thi công rồ bò, khiến cho công trình vừa chậm tiến độ 4 năm, vừa gây ùn tắc bức xúc cho người dân. Những câu chuyện này khiến cho dư luận không khỏi giật mình. Tự hỏi, liệu hàng chục công trình khác của Thuận An giải khắp đất nước có được sự ổn hay không? Và tại sao một doanh nghiệp với khởi đầu khiêm tốn lại có thể bành trướng kinh thiên động địa đến như thế? Thuận An hay một cái tên cũng rất hot lúc này là Phúc Sơn, trước đó là những Việt Á, AIC và không ít tập đoàn doanh nghiệp khác mà chúng ta chưa hoặc không biết đã trúng thầu bằng cạnh tranh bình đẳng hay là một lý do nào khác, liệu có phải là sân sau của ai hay không? Năm 2018, người đứng đầu của chính phủ khi đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói thẳng như thế này: có ông không chỉ một mà là 2 đến 3 sân sau, thậm chí là 14 đến 15 sân sau, và khẳng định không phải thủ tướng không biết đâu. Năm 2019, cũng tại một hội nghị chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói: không chỉ có sân trước sân sau mà cả vườn sau nữa. Hiện tại Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định Đảng đã có chủ trương định hướng nghị quyết vấn đề hiện nay là cần cụ thể hóa để thực hiện cho tốt trên cơ sở đề cao trách nhiệm người đứng đầu cũng như là các cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng chi tiết và cả thực tiễn cuộc chống trả, tham nhũng không có vùng cấm hiện nay cho thấy cả nước đều rất quyết liệt với tình trạng sân trước sân sau, với cuộc đốt lò đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Cái tên nào đứng sau sân sau rồi sẽ bị lôi ra ánh sáng.